Chào các bạn, trở lại với video của mình hôm nay. Mình sẽ chế thêm một quả sạc dự phòng nhé, để sạc cho điện thoại nhé. Từ pin sẽ đạp điện này nhé. Đây là mạch sạc của mình. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn chế một sạc dự phòng. Ở trong này có hai quả nhé. Đây, vỏ gỗ hai quả. Mình sạc được 6-7 lần nữa. Dung lượng khá lớn nữa. Cái này nó to quá nên mình thay một quả này thôi để cho nó nhỏ bớt thì đi mang đâu cho dễ. Và mình đi đóng hộp gỗ cho nó nhỏ hơn. Thay cho cái quả này to quá. Khá nặng tay nên là mình mang đi đâu nó khó khăn nên mình thay vào một quả này thôi. Bây giờ mình đi đóng hộp gỗ cho các bạn xem nhé. Rồi, mình đã đóng xong một nửa hộp gỗ này rồi. Đây, lắp vừa đây. Cái này một viên pin thôi nha. À, mình tiếp tục lắp cái này vào đây. Để mình hoàn thiện cái phần này, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Này, lắp. Lắp nó. Mình làm xong, mình sẽ đánh bóng lại thành sơn rồi nha. Sơn bóng lại. Như cái này nha. Mình hoàn thiện tiếp nhé. Rồi, mình vừa hoàn thiện cái khung này nhé. Để lắp cái mạch này vào đây nhé. Đây, mạch này. Mình hàn vào pin rồi đó. Mạch này có phím bấm nhé. Đây. Phím bấm và đèn led báo dung lượng pin nhé. Cái này có đèn pin nhé. Mạch này có đèn pin nữa. Dí một lúc là nó sáng. Đấy. Muốn tắt cái này các bạn dí một lúc nha. Đấy. Đấy, mạch mình vẫn lấy ở trong phòng ra thôi. Rồi, giờ mình lắp vào đây nha. Mình làm vừa khít luôn nha. Không cho nó lỏng thế nào luôn. Rồi để mình hoàn thiện tiếp nhé. Đây cái nắp của mình này. Có phím bấm bằng gỗ hết ạ. Cái này mình lắp thêm một tấm kính vào đấy thôi nhé. Mình sẽ hoàn thiện hết chỗ này và sơn. Xong mình test cho các bạn xem nhé. Mình đã hoàn thiện chiếc sạc dự phòng này nhé, vỏ gỗ nhé, tuyệt đẹp đó. Đây, đầu USB ra đây, có đèn và sạc trong này nhé. Cái này mình đã test rồi nhé, sạc điện thoại là 3 lần sạc ấy. Đây, báo dung lượng. Cái bàn này nhỏ gọn thôi nha các bạn nhé. Đấy, như ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn làm một cái to hơn. Cái này hai pin. Cái này nhỏ hơn. Các bạn có thể làm vào gỗ cho pin khác vào nha. Như cái pin 18650 này. Như mình đo này là vừa luôn. Được 7 viên nhé. Như cái này là được 7 viên. Nhỏ gọn và rất đẹp nữa. Đây có đèn pin nhé.
Ở video này mình thiết kế cho viên sạc dự phòng nhỏ gọn mang đi theo cho dễ dàng thôi nhé. Video đến đây kết thúc nhé. Chào các bạn nhé.